Đến thời điểm hiện tại, tất cả các điểm thi trên cả nước đã triển khai kỳ thi theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đây là khẳng định được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều nay, 28 tháng 6. Cùng với bảo đảm an toàn an ninh kỳ thi thì việc chống gian lận công nghệ cao cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo và quán triệt đến các địa phương, từng điểm thi và từng cán bộ coi thi. Nội dung này cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Kết thúc kỳ thi, cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Không cán bộ nào vi phạm quy chế thi. Cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo đánh giá ban đầu, đề thi các môn thi nằm trong chương trình trung học phổ thông có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan, dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh. Bắt đầu từ ngày mai 29 tháng 6, công tác chấm thi được triển khai.